Bởi vì cái thiện mà có lậu hoặc là cái phước hữu lậu, còn cái thiện mà vô lậu là cái tánh thanh thản an lạc vô thường. Tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. À, hôm nay thì mấy con được nghe thầy nói thiền định rồi đó, phải không? Cách thức tu phải không? Rõ ràng gì giúp họ không? Y như họ chứ đâu thầy ơi. Thầy không bao giờ giải thoát học chút nào đâu. Mà nỗ lực tu như vậy thì rất tốt. Thầy mong rằng thầy công dân ngày mai này ở đây thì làm trụ sở giúp cho con họ bác quan tài. Ráng. Để con nó không còn lỗ bọc. À, bởi vì cái thiện mà có lậu hoặc là cái phước hữu lậu, còn cái thiện mà vô lậu là cái tánh thanh thản an lạc vô thường. À, mình có đem của cho người nào đâu, cho nên người đó cũng không nợ mà. Còn nó nợ thì nó làm ở đây cái người tu á. Đức Phật đã dạy mình, khi mình ăn miếng cơm này mình suy nghĩ mình có đủ không đức để ăn cái bữa cơm không, chứ đừng nói gì đến cái người ta lại. Thế mà không có vị tăng nào mà đã suy nghĩ, Đức Phật dạy kỹ vậy mà người ta không có chịu tư duy suy nghĩ vậy. Quá còn như coi cái khả năng của mình giữ giới luật tu hành, mình có xứng đáng mình thọ những bữa cơm, mình có xứng đáng cho người ta lại được không? Vậy mà mình dám ngồi đó tăng một cách lùng đường, thấy xe riêng xe cúc của người ta, thế mà dám để ngồi đó cho người ta lại thôi được. Thì thầy nói thiệt ra mình muốn đỏ địa ngục sao mà mình chấp nhận cái gì hả? Cho nên vì vậy nó còn phân biệt được cái hữu lậu vậy. Vì vậy mà cho nên Đức Phật muốn nói tăng trưởng ngăn ác diệt ác, tăng thiện tăng trưởng. Vậy có thiện nào mà tôi tăng trưởng, mà cái thiện nào mà trong cái hoàn cảnh tôi phải làm? Bây giờ thấy người ta trước cảnh đó, tôi không, tôi là con người, tôi không làm ngơ trước cảnh nói họ, chứ tôi không cầu cái phước báo đó đâu, cái phước hữu lậu tôi không cầu đâu. Tôi sẵn sàng, tôi có gạo tôi cho những người đó, nhưng mà cái khả năng tôi cho được bao nhiêu tôi cho, chứ tôi cho thả cái thế giới nghèo đói này chắc tôi cũng nổi. Cho nên vì vậy đó, mình cho dưới khả năng mình, còn cái nhân quả của người ta thì phải chịu. Mà trước mặt của mình thấy thì đó là có cái duyên với mình giúp. Còn người ta cái nhân quả của người ta ở đâu ấy, mình cũng lâu chừng đến là giúp coi chừng đó, mình lãnh nhân quả thì nhà người ta nuốt trôi ở đâu mình không biết, mà đây ấy, mình không nghe, mà mình háo danh chút cái mình cũng có tiền mình cho, coi chừng mai mốt nhà mình trôi sợ người ta cho mình đỡ gì. Bị nhân quả hữu lậu, cái hữu lậu nó phải vậy thôi. Cái gì mình dai thì mình trả, có gì đó. Cho nên coi chừng làm cái việc này là vì cái nhân quả đó nó có cái nhân duyên với mình. Đây là mình nói thẳng với thật, mình có cái nhân duyên với người ta, mình làm cảnh người ta đói thì mình không được làm ngơ, không được bỏ. Nhưng mà cái chuyện mà người ta kêu mình coi chừng người ta lừa đảo mình, đúng không nghe? Tôi thấy là tôi mới cho chứ mấy người nói, mấy người nói thì tôi xúc động thiệt. Nhưng mà coi chừng mấy người giả tôi sao? Một cái người ăn mài qua đường họ cũng, họ không có què chứ, họ giả đò họ cột chứ, họ làm mình thấy xúc động. Thôi đưa ra thôi nè. Chứ đâu, điều kiện tôi đâu phải là người ngu, cho nên tôi bố thí cũng phải đúng chứ, chánh pháp chứ tôi bố thí sai là tôi cũng ngu à. Cho nên tất cả những cái này Phật đã bị hại mình rồi, mình không có điều giả gì để cho người ta lừa đảo. Cho nên đó là cái thuốc hữu lậu. Ở thuốc lượng của lậu thì ai được gặp mượn đảo không được. Tâm mình có thanh thản an lạc thì mình biết ai mà vô đây biết được cái tâm thanh thản an lạc của mình, phải không? Cho nên mình phải nỗ lực tu thuốc vô lậu chứ không tu thuốc không lậu. Nhưng mà nhân quả thì mình gặp không được bỏ, không hiểu chưa? Chứ mình muốn cầu thuốc, còn bây giờ tôi cầu, bây giờ tôi tu nè, tôi phải lại Phật nè, tôi hành danh nè, tôi niệm Phật nè, tôi cầu, tôi phải tu như vậy để tôi làm cái thuốc, để sau này tôi mới có đủ thuốc mà tôi tu. Chứ họ nói mình giàu ra rồi mà tôi không có được, tiền bạc nhiều quá tôi không có được. Còn người ta nghèo thì người ta dễ tu hơn mình. Nói con đây, mình giàu mình khó tu lắm. Có thầy nói bây giờ mình có cái bàn này, cái nhà này nó đẹp, họ bỏ tu đâu có phải dễ. Còn người ta có cái nhà xanh thì người ta hỏi thẳng cái tiếng, cái dễ. Nói con hiểu, đó là cái vô lậu, cái phước vô lậu của mình. Con nhớ ngày xưa có một vị tăng, một vị vị nha. Mà ông cái phước ông không có ngủ lậu, cho nên ông xin không ai cho ông hết nè. Cái chừng mà ông chết á, ông chết á, mà ông Xá Lợi Phất phải tự giúp ông á, để mà ông chết á, cho ông nói. Con hiểu không? Cho nên vì vậy á, mà cái phước đó mà người ta chứng quả là hát chứ, người ta đâu có cần cái phước ngủ lậu đâu. Còn mình bây giờ nó là mình làm cái này kia để cho cái phước, tiền bạc của hoàng này kia rồi cho nó nhiều, rồi mình mới tu mới được. Nhưng mà tới chừng mà tiền phước nó có rồi, tiền bạc nhiều rồi bắt đầu hồi sáng được. Không được hết. Cũng như bây giờ có người hỏi thầy, một cái người mà có vợ con và một người chưa vợ con, vậy hai cái người này người nào tu vậy?
Thiệt ra cái người mà bị nhiễm rồi nó khó hơn là cái người không nhiễm cái gì cho hiểu không? Bây giờ một ca mà chưa nghiện thuốc, nghiện rượu, mà thầy là nghiện thuốc, nghiện rượu, hai người bắt đầu bây giờ tùa tôi. Con không có nghiện thì con vô, con tôi bắt đầu từ lốt, con đi lên, con đâu có xả. Thầy phải bỏ thuốc, thở bỏ thuốc nó cũng khó, chứ không bỏ thuốc đó. Mà bỏ rượu nó cũng khó, mà phải bỏ được hai cái này rồi mới tu mặt con cái gì. Thầy bị thiên thừa này nó mới khó hơn với con chứ. Còn giờ thầy có vợ con, nó ai lấy ai mà cái chân cái tặng thầy đâu. Cho nên thầy tu cũng dễ, còn con thì tu, vợ con không cho. Như vậy là con phải khó hơn. Rồi bây giờ thầy nói về tình cảm gì nữa. Thầy bây giờ thầy không có vợ con thì thầy đâu có quen biết đâu, mà thầy thương thì ghét đi đâu. Con có vợ con rồi, sống gần nhau bây giờ bỏ đi nó buồn, nó tủi. Nó cái lòng của mình nó không giúp ra được nữa. Được vô chùa ngồi chứ cứ nhớ vợ con thôi là cho tu bằng người ta, ta đâu có ai ta nhớ. Cho nên thật tệ mau hơn. Phải không? Cho nên cái người mà không vợ, không con, không chồng con, người ta tu dễ hơn. Con người đã có vợ, có con, có chồng, có con rồi tu khó hơn. Có không? Mà cái người mà không củ cải thì người ta dễ tu hơn. Còn người có củ cải rồi bỏ cũng dễ đâu. Mỗi mỗi nó đều nó có sự tham để mà cái đó gọi là kiết sự. Kiết sự nó là nói được thì chẳng. Cho nên cái hứa từ tu thầy nói là từ con tuổi trẻ mà hiểu được rồi mà nhiếp tâm nỗ lực tu mau. Con mình lỡ mà có vợ con rồi phải giải quyết mọi mặt để cho nó ổn. Bây giờ mình muốn tu mà vợ cho tu là tạm như vậy khó rồi. Mà nó đồng ý rồi mà tâm mình nó có nở mà nó bỏ được không? Nó cũng ta khó. Ngồi vô chùa vô thất ngồi bắt đầu nhớ vợ với con hoài nhớ vậy là nó cũng khó. Thấy chưa? Mình muốn tu chứ ai không muốn tu. Nhưng mà cái tâm thật kỳ nó cứ nhớ mà hộ mình lại nhớ nhiều nữa. Rồi nó lo tập bậy nữa. Thờ ơi vợ con giờ nó cứ đói thôi, họ ai lo nữa. Nó nghĩ, mấy đứa nhỏ giờ nó đi học như vậy. Ai mà dạy nó. Lỡ xe đụng nó đúng tính lo nó nghĩ tập bậy tập bạ nó tưởng nó lo tập bậy bạ. Ngồi đó đọc tâm. Cô về trong nhà để giải quyết cho con cái mình cho rồi, để ngồi để mà tu làm cái gì đó.